Như lúc trước là mình đã chia sẻ là da của mình rất là nhạy cảm, bị sần sùi khô ráp và dễ bị nổi mẩn mỗi khi mà thay đổi thời tiết hoặc là dùng sai một cái sản phẩm mỹ phẩm gì đấy. Thì sau khi mà trải nghiệm được 3 buổi chăm sóc da chuyên sâu tại DK Clinic thì da mình đã cải thiện hơn rất là nhiều rồi, không còn cái sờ, không còn bị thô ráp nhiều này, rồi da không còn bị mẫn cảm và nổi mẩn. Cảm ơn DK cũng như là chuyên gia da liễu đã chăm sóc và take care mình trong cái thời gian vừa rồi để cho da mình được cải thiện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn.